Chương trình Một Tách Trà với An Miên xin kính chào quý vị và xin chào anh Minh. Kính chào cô An Miên và kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Sài Gòn TV. Thưa anh và thưa quý vị, phải nói là tất cả những người dân lương thiện như chúng ta đều không có ủng hộ chiến tranh và đồng thời cũng không thích chiến tranh. Bởi vì tại sao? Thật ra chiến tranh nó là cơn ác mộng cho những người gọi là lương dân như chúng ta. Nhưng đôi khi tại sao vẫn có chiến tranh? Là cũng như thưa anh và thưa quý vị, là bởi vì có lẽ là sự tham vọng và sự thù hận tạo nên chiến tranh. Điển hình là vào đầu tháng 5, tức là khoảng chắc mùng 10 tháng 5 phải không thưa anh? Yeah. Là có một trận gọi là không kích đẫm máu ở bên Trung Đông, là một cuộc giao tranh giữa gọi là lực lượng kháng chiến của Hamas và nước gọi là Do Thái Israel. Vâng. Thì khi mà cái cuộc không kích gọi là dữ dội trong 11 ngày đẫm máu như vậy đó, nhiều người thắc mắc lắm, vậy thưa anh, Hamas là ai ạ? Dạ, cái cuộc chiến tranh mà của Trung Đông, Hamas với Palestine đó, thì nó giống như là cái hồi xưa Việt Nam Cộng Hòa mình với lại Việt Nam Cộng Sản vậy đó. Không thể nào mà có thể mà giải hòa được, tức là hòa giải được. Tại vì hồi xưa mình nhớ cái lịch sử Do Thái, khi bắt đầu từ cuối tới thế kỷ 19 thì bắt đầu là người Do Thái họ bị bài xích ở trên thế giới nhiều quá. Tất cả mọi nơi, nhất là ở bên Đông Âu và bên Nga. Thì họ mới đưa ra một cái lý thuyết, nó gọi Zionism, tức là nghĩa là giống mình nói là cái phong trào là trở về đất hứa, giống như họ trở về đất hứa đó. Về đất hứa. Thì họ cái chủ trương của họ là họ quay trở về cái đất cũ của họ để họ lập thành một quốc gia, để họ không bị xua đuổi hay là bị bài xích với lại áp lực ở trên thế giới. Thì từ đó là cái người Do Thái họ nhưng mà cái thời đó mình đã nhớ là thời đó là sau Thế giới thứ nhất thì cái miền Palestine á, là cái nguyên cả cái vùng đó bao gồm cả cái Do Thái ngày nay á, thì là của dưới quyền cai quản của Anh, khi mà Đức bị thua rồi, tức là Anh vô cai quản. Thì cái đó là không có chính quyền, không có nước, không có một là Palestine chưa phải là một nước, nhưng mà đặt dưới sự cai trị của Anh. Thì người Do Thái họ cứ đi về thôi, họ bán của cải tài sản rồi họ về Palestine, cái vùng đó đó, họ mua đất thánh rồi, họ mua đất, họ đai, họ xây nhà xây cửa. Khi mà họ mua đất giống như tàu mà nó đi qua Việt Nam nữa đó, mà nó mua đất đó, này nọ đó, họ đem dân họ tới. Nó giống như Do Thái vậy đó, họ một người giàu có chẳng hạn, họ mua nguyên một cái vùng đất trang trại, rồi họ di dân, họ cho dân họ tới ở lập nghiệp ở đó, lập nghiệp ở đó. Thì như vậy cái số người Do Thái từ cuối thế kỷ 19 cho tới qua tới bây giờ, tới cái thời mà sau Thế chiến thứ hai, trước khi mà Do Thái được thành lập là một quốc gia đó, thì cái người Do Thái họ tăng lên đúng cho rồi, tới dân cả số hàng tăng trưởng triệu người đó. Thì như vậy họ mới có thế lực, lúc đó họ mới đánh lại những người đuổi những người Palestine, chỗ nào mà người Do Thái họ mua đất là họ đuổi Palestine đi. Thì ra có nguồn gốc từ đó. Nên người Palestine họ mới quay lại mà ủa cái đất này đất của mình. Mà giờ người Do Thái họ vô họ chiếm. Bây giờ cuối cùng qua tất cả những cái cuộc chiến tranh rồi này nọ, những cái cuộc xích mích rồi quốc tế hòa giải hóa ra cái đất của người Palestine lại nhỏ hơn đất của phần đất của người Do Thái trong cái mảnh đất đó. Nên mình thấy ngày nay là cái phần của Palestine á, Do Thái ở giữa ha, một bên là bờ Tây, tức là West Bank, một bên là cái giải Gaza. Và giải Gaza là luôn luôn nổi tiếng từ xưa tới giờ là đẫm máu. Đúng rồi, nó là từ tranh giành và thù hận với nhau. Tại sao bên West Bank, từ theo bên bờ Tây lại không có xảy ra lộn xộn? Tại vì bên bờ Tây là do một cái chính phủ của, tức là bây giờ hai cái giải đất của Palestine đó vẫn nằm dưới sự bảo hộ của người Do Thái chiếm đóng. Nhưng mà họ có quyền lập thành cái hành chính quân sự của họ, tức không phải quân sự mà hành chính và chính quyền của họ riêng, họ điều hành riêng. Cái điều họ không có quân đội và cảnh sát thôi. Thì bên phía West Bank ấy, thì do một cái đảng là Fatah, cái đảng nó chủ trương ôn hòa, bất bạo động. Còn bên Gaza thì là do cái phong trào Hamas, tức là phong trào là đấu tranh bạo động. Tức là bằng bắn rocket, bằng đặt bom ném bom rồi khủng bố tự sát nữa, vâng đó. Thì nhưng mà người dân Palestine ở bên cái vùng Gaza họ ủng hộ Hamas, nên Hamas tức là Palestine bây giờ là thành hai chính quyền, một bên là Fatah và một bên
giống Hamas. Như này làm nhớ tới Việt Nam của mình á, giống như là thời Việt Nam Cộng Hòa thì lại có một nhóm mà coi như là du kích chiến rồi thành lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam. Vâng. Tức là mặt trận miền Nam Việt Nam cho nên rồi xảy ra những cái xung đột. Đúng mà rồi. Có một điều á là An Miên thấy là Hamas á là cũng là Hồi giáo. Và nhưng mà Hồi giáo lại đi về như nãy anh nói là khuynh hướng là cực đoan. Và An Miên đọc để tìm hiểu Hamas là ai á, thì thấy là phải nói là cái quân trang mà họ mặc đó, quân phục của họ đó, nhìn vô thấy cũng gọi là kinh khủng lắm. Tại vì họ che hết chỉ trừ hai con mắt, làm cho An Miên lại nhớ lại với cái vấn đề mà IS là khủng bố hồi trước á. Nhưng mà An Miên lật sách thì thấy là ngay cả những người Israel Do Thái họ vẫn chưa có gọi Hamas là khủng bố, nhưng mà họ nói là Hamas có những cái gọi là hoạt động giống như là khủng bố. Chẳng hạn như là đội quân Hamas thì nói là những ai mà coi như là mà giống như là làm bom tự sát á thì là được lên thiên đường. Và đồng thời cái đối tượng mà Hamas gọi là recruit á, tức là thu nhập á, là hay nhắm vào những thanh niên thiếu niên mà cái vấn đề tâm lý không ổn định, và rồi mà nhất là cái sự thù hận, càng thù hận nặng nề thì là thu phục vào trong cái phiến quân của bên Hamas. Nhưng mà rồi tự dưng là cái ngày 10 tháng 5 vừa rồi là tự nhiên là rocket bay rợp trời trong suốt 11 ngày đẫm máu, thì anh nghĩ là cái gì đã cái giống như là tiếng Anh nó gọi là pull the trigger, cái gì mà đẩy cho tới cái vấn đề bạo động mà phải dội bom nhau như thế, khủng khiếp quá. Mình thấy nó nhiều cái như dưới chính quyền của cái ông Netanyahu là cái ông thủ tướng đó là cái ông nó thuộc lại mình gọi là nhiều hầu. Vâng, nhưng mà bây giờ là tức ông là... đó hết rồi đó, bây giờ ông mới lên là thì bây giờ họ là nhưng mà cái họ cứ lấn từng bước một như mình thấy như hôm bữa trước thời tổng thống ông Trump kỳ trước. Họ chuyển cái thủ đô qua và Mỹ đặt tòa đại sứ ở phía bên Jerusalem. Cái đó là cái người phía Palestine họ không thấy, tại vì cái Jerusalem á nó là cái phần đất mà đúng như đất thiêng của cả Hồi giáo và cả bên Thiên Chúa giáo và cả Do Thái giáo. Nó nên coi như là sâu xé giằng co giữa những tôn giáo và đúng rồi. Hồi xưa giờ những cái thỏa hiệp á đều coi như tôn trọng cái vùng đất đó, là cái vùng gọi là không ai có thể thánh chung thôi. Dùng là của mình. Thì đó một phần đó, tức là những cái hiềm khích, tức là người ta bị chèn ép, cứ nay bị chèn ép một bước, người Palestine mai bị chèn ép một bước. Thì bây giờ họ người Palestine họ còn một cái đền thờ Hồi giáo Asqara gì đó, cái đền thờ đó. Nhưng mà người Do Thái nhiều khi họ chiếm coi như là 2/3 cái đất của bên Jerusalem, thì họ nhiều khi họ ngăn cản cái người Palestine tới tham gia cái lễ hội này nọ của cái, tức là làm khó dễ của anh Minh không? Tức là Do Thái dưới thời ông Netanyahu ông tìm cách những cách này cách kia gây khó dễ, nhưng mà bởi vậy trong cái chuyện mà đã thù hận nhau rồi mà chỉ cần một cái ngòi lửa mà nó sinh ra là chỉ cần một cái gì đó để lấy làm nguyên nhân là người ta sẽ tràn vỡ bờ đó. Rồi người ta sẽ nói là đổ tội bên này đánh tại người này đánh tôi trước, tôi đánh chuyện đánh lại. Người kia bảo tại nó đánh tao nhiều quá tao đánh lại, cứ trong cái thù hận đó mà mình không thể là mình cứ đổ qua đổ lại rồi ai nhưng cũng mà mình anh phải. Thấy là cái cục diện như vậy thì thật ra phải nói là hình như là cái giải đất đó từ cái thời mà Kinh Thánh ghi lại đó nó cũng đã có những cái xung đột rồi cho kéo dài. An Miên nhớ là hồi trước 75 An Miên có đọc cái cuốn là Về Miền Đất Hứa, nó cũng nói tới cái giải Gaza này. Nó rất là nổi tiếng, và cho tới tận bây giờ sau biết bao nhiêu là phải nói là hàng ngàn năm mà nó vẫn còn xung đột, và chắc có lẽ tương lai vẫn xung đột tiếp phải không thưa anh, vì không giải quyết được. Đúng vậy, cái vấn đề là thế giới phải vào giải quyết, tức là bây giờ bên cái chủ trương của Hamas á, là không có chấp nhận Do Thái. Bây giờ người ta đang đề nghị là từ xưa đến giờ chứ không phải không đó, đã có những cái hội nghị để mà giải quyết vấn đề Palestine Do Thái, là bây giờ thành lập hai nước, một nước Palestine một nước Do Thái. Cũng có một phần thiệt cho Palestine, tại vì hồi xưa họ có nguyên một miếng lớn, bây giờ cái phần cách đất của họ lại. Nó nhỏ lại. Nó nhỏ nhưng mà hơn. Hình như nội bộ Palestine cũng không có giống như bên Việt Nam, ngay nội bộ cũng đã chia rẽ phải không thưa anh? Đúng cũng rồi, hai một bên là bờ Tây, một bên là Gaza, hai cái một bên ôn hòa, một bên bạo động. Thì nó đã khuynh hướng khác nhau rồi. Nên bởi vậy giờ mình cái người Palestine cũng không phải tất cả đều ủng hộ một cái giải pháp hai quốc gia như bên Hamas, và nhất thì họ không công nhận
công nhận Do Thái, và họ đòi phải người Do Thái phải đi hết trả lại cái đất cho họ. Cái đó thì khó lắm ạ. Nó không có hòa giải được. Vâng, cái đó là bị một bế tắc rồi. Đúng rồi, nó bế tắc. Còn hòa giải thì Do Thái bảo thôi giờ thành lập hai quốc gia đi, Palestine Hamas tao không chịu. Mày lấy hết đất của tao rồi bây giờ. Khổ thật, bây giờ nói tới vấn đề mà đất đai thì phải nói là trên thế giới này á, phải nói là thực ra là đất là của đất trời đất chứ không phải của một nước nào, mà chúng ta cứ dành như vậy là thù hận nó càng ngày càng gia tăng. Vâng. Rồi đem đến cực đoan. Rồi anh nghĩ gì về cái trận gọi là không kích đẫm máu 11 ngày như vậy, rồi nói chung là cuối cùng thì với sự hòa giải của thế giới và đặc biệt là ông Tổng thống Joe Biden, ông đã phải nói là nói chuyện đàm phán, nghe nói đâu là Amy nghe tin tức là nói là ông phải trải qua là 60 cuộc nói chuyện cấp cao với lại bên Do Thái. Yeah. Và đồng thời cũng nói chuyện với lại bên Palestine Hamas, và cuối cùng Hamas, và cuối cùng là sao, là nước Mỹ á. Cái này anh cũng hơi thắc mắc là hai nước đánh nhau nhưng mà nước Mỹ cuối cùng thì lại phải tốn tiền tốn của. Thứ nhất là hứa viện trợ nhân đạo cho bên Hamas. Đấy. Và đồng thời phải đưa thêm vũ khí, bán thêm vũ khí cho bên Do Thái. Thì cái câu hỏi đầu tiên của An Miên là như thế này. Với một cái cục diện mà thù hận không hướng giải quyết, gọi là không đội trời chung đó, thì cái đàm phán thực sự đàm phán nó có hữu hiệu hay không, hay là đàm phán chỉ là cái cớ để mà lấy thêm viện trợ hoặc là để buôn bán vũ khí? Tại vì nghe nói Do Thái là rất là nổi tiếng giỏi đó về cái vấn đề vũ khí nè, rồi rocket, rồi đại khái là về cái vấn đề mà điều khiển mà giống như là dùng gọi là IT, tức là từ xa đó, mấy cái gọi là khoa học kỹ thuật update rất giỏi về vũ khí. Cái vấn đề ở đây đó là cô An Biên thấy là nãy cô An Biên nói ra là tại sao Mỹ phải nhảy vào để mà quyết cái sự xung đột của hai nước như quá. Vậy thì cái mà Mỹ phải bỏ tiền đó, bây giờ đang viện trợ nhân đạo cho dân Palestine, bao nhiêu người bị không có nhà có cửa, thì cái vấn đề á là cái sự hòa bình của Trung Đông giữa Palestine có lợi cho Mỹ. Nếu mà họ là nếu mà cái cuộc chiến nó xảy ra đó, thì những bàn tay nào nó sẽ nhúng vào để nó phá cái sự ổn định hòa của Trung Đông? Chắc Nga là Liên Xô rồi, hoặc là tàu Iran rồi. Gần đó là Iran phải không? Dạ, Iran. Họ dạ. sẽ xúi vô. Họ cung cấp vũ khí cho mấy người bên Palestine. Rồi Nga nè, thấy không? Đó, rồi tàu nữa. Đúng. Khi mà họ nhào vô nhúng tay như vậy, Mỹ chỉ có mệt thôi. Vâng, nên cái vấn đề hòa bình ở hai cái nước đó, đó là cái điểm lợi cho Mỹ hơn là cái chiến tranh xảy ra. Mà không những lợi cho Mỹ mà còn lợi trên cục diện trên thế giới và những nước tự do. Mà nếu mà chẳng hạn như Do Thái á, mà để mở cửa đi cho Do Thái tiêu diệt cái Palestine thì người Hồi giáo làm sao cái chuyện nó được, tại không vì được, cả nguyên cái khối Hồi giáo họ sẽ đứng lên phản ứng, cái đó họ sẽ phản ứng. Đó, nó sẽ là lại không có lợi cho Mỹ nữa. Nên tình trạng phải nói rất là khó chịu. Nhưng mà anh nghĩ gì khi mà đang gọi là dầu sôi lửa bỏng đó, cái nước Mỹ lại bán vũ khí, hàng loạt vũ khí gọi là tối tân cho nước Do Thái, thì như vậy là bên Hamas, Palestine họ có gọi là phẫn uất hay không ạ? Không, Palestine họ không thích rồi, nhưng mà cái vấn đề mà nước Mỹ bảo vệ Do Thái á, từ hồi xưa đến giờ rồi. Tức là khi mà tự nhiên nước Mỹ, nước Do Thái nó đứng ra, họ tuyên bố là quốc gia là Mỹ là ủng hộ mà. Yeah. Thì bởi vậy cái chuyện nó từ hồi nào là những cái, nhưng mà sự hiện diện của Do Thái đó là một cái động lực để mà kiềm chế Iran, những cái tổ chức Hồi giáo mà quá khích ở bên đó. Vâng, phải, và cuối cùng thì nước Mỹ của chúng ta cũng phải là tốn kém, là không đúng những rồi. Viện trợ cho bên Hamas để xây dựng lại những cơ sở hạ tầng, và đồng thời là phải còn nhất là trong cái thời viện trợ này. Cả cho Do Thái, Do Thái cả hai bên, tức là rốt cuộc phải xuất tiền túi ra. Nhưng mà cũng không sao, bởi vì nước Mỹ là nước cường quốc và được nhiều nước trên thế giới hướng tới, cho nên đã là đàn anh thì phải ra mặt đàn anh phải không, thưa anh? Cái khổ của cái cường quốc là vậy mà. Nhưng mà anh có thấy rằng chiến tranh nó thật là phi lý, là bởi vì biết bao nhiêu nạn nhân là ai, là những người dân vô tội. Anh nên nhìn thấy hình ảnh những trẻ em, những cái gọi là những người phụ nữ hoặc là những người bị thương và những người chết đó. Thành ra nó rất là thương tâm trong cuộc chiến. Vâng, đúng vậy, cái chiến tranh xảy ra, nhưng mà tại vì cái người bên khủng bố Hamas á, tại sao sau cái cuộc chiến này Hamas họ đều tuyên bố chiến thắng? Tại vì họ đúng, họ cái người dân chết, nhưng mà họ lại có cái chính nghĩa, hoặc họ một có tiếng là họ đứng lên họ bảo vệ cho người dân họ nữa.
thì đó là chuyện người dân là chỉ là một nạn nhân của phải nói là cảm ơn anh, và thưa quý vị phải nói là cuộc chiến Trung Đông sẽ còn tiếp diễn, và tiếp diễn như thế nào thì chúng ta chỉ cầu mong sao cho có một cái sự tiếp diễn một cách gọi là trong ổn thỏa, chứ đừng có gọi là đại bác cứ đêm đêm mà dội về trên những cái giải như vậy thì nạn nhân là những trẻ em và những người lương dân vô tội. Cảm ơn quý vị đang theo dõi. Xin quý vị giữ màn hình, chương trình sẽ trở lại sau vài phút cho phần thông tin thương mại.